Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần điểm tin. 100 ngày chống dịch lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh xin mãi khắc ghi những đại ân nhân đã đến và xả thân. Giúp dân để phòng dịch. Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình. Những người tố giác sai, vu khống sẽ bị xử lý thế nào? Một trăm ngày chống dịch lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh xin mãi khắc ghi những đại ân nhân đã đến và xả thân. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã cơ bản chặn đứng làn sóng dịch COVID-19 thứ tư. Chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa thôi, các lực lượng hỗ trợ đến tuyến đầu thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở về Hà Nội để tiếp tục với công tác mới. Trong thời khắc này hay mai sau, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mãi không bao giờ quên những hình ảnh, tình cảm thắm thiết và những hy sinh đầy trân quý mà đội ngũ y bác sĩ, quân đội, công an từ khắp nơi chi viện cho thành phố này. Trong lúc thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch, ca bệnh bùng phát dữ dội, người dân thành phố Hồ Chí Minh đứng trước nhiều khó khăn, bệnh viện quá tải và nhân lực phục vụ cho tuyến đầu thiếu hụt trầm trọng. Thì thông tin cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ từ các nơi viện trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như những ngọn đuốc thắp lên trong đêm. Sự hiện diện của các lực lượng trên trong thời khắc đặc biệt của tháng 8 năm 2021 không chỉ đơn thuần là giúp tăng thêm nguồn nhân lực cho tuyến đầu tiếp sức đồng đội tại thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là tinh thần tương thân, xả thân và hy sinh cao cả. Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ quên hình ảnh bác sĩ quân y chi viện bất kể là ngày hay đêm. Khi dân cần, đều ôm những bình oxy chạy đua thời gian, leo lên những bậc thang cao vút ở tầng 3, tầng 4 để kịp thời cứu các bệnh nhân F0. Sẽ không thể quên hình ảnh y bác sĩ và các bạn sinh viên trường y chi viện phải trú mưa hàng giờ dưới hiên nhà trong quá trình thực hiện truy vết F0, hỗ trợ y tế phường chống dịch. Và rất nhiều hình ảnh y bác sĩ là người đi trong bộ trang phục bảo hộ vì nhiều giờ liền cấp cứu, cứu chữa bệnh nhân. Những ngày dịch dã khốc liệt đó, khi thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ chi viện mất. Những bàn thờ vọng được lập nên ngay giữa bệnh viện dã chiến. Nỗi đau mất người thân là vô biên, nhưng liền sau đó họ gác lại vì bệnh nhân đang chờ cứu chữa phía trước. Vợ đi hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, đám cưới online được tổ chức giữa hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những khoảnh khắc đó ai thấy cũng thương. Những hình ảnh lan tỏa đủ để mọi người nhắc nhau rằng đằng sau những ca bệnh được chữa lành là biết bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ ở tuyến đầu với trái tim từ mẫu. Người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh các chiến sĩ công an và quân đội trực tiếp đêm ngày ở các chốt chặn kiểm soát dịch, đi chợ giúp dân, vận chuyển túi an sinh xã hội đến với từng người dân. Ở một hành trình đặc biệt, các chiến sĩ ấy là lực lượng tiên phong đưa cho cốt người không may mắn qua đời vì COVID-19 được về với gia đình, hương khói ấm áp bên người thân. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ở cuối chặng đường của kiếp người, trong lúc dịch bệnh khốc liệt nhiều khổ đau, thì chính các chiến sĩ đã trở thành người đưa tiễn, giúp người mất an nghỉ và người ở lại an ủi, ấm lòng. Dịch bệnh lắng xuống và bắt đầu được kiểm soát, các chiến sĩ ấy từ quân đội đến công an vẫn dấn thân, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, dẫn đường và hỗ trợ người dân được trở về quê nhà. Đặc biệt, trước làn sóng người dân tự phát mong muốn về quê, hình ảnh lực lượng tuyến đầu chịu trận, kiên nhẫn tuyên truyền, mong người dân hợp tác để xử lý vấn đề ổn thỏa nhất, tránh dịch bùng phát. Tất cả những nỗ lực ấy, người dân xin cảm ơn và nhớ mãi. Những hình ảnh chiến sĩ gồng mình chống dịch, tất cả vì nhân dân nên góc nào cũng chạm vào lòng người bằng sự yêu thương và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp. Để nói lời cảm ơn và tri ân với lực lượng y bác sĩ, chiến sĩ đã hỗ trợ đến với thành phố Hồ Chí Minh trong lúc ngặt nghèo nhất, giúp thành phố bước qua những ngày khốc liệt, thì có lẽ không một ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể hiểu nhau bằng tấm lòng. Trong buổi tri ân tuyên dương và chia tay đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 8 tháng 10, nhiều lần Bí thư Nguyễn Văn Nên đã xúc động khi bày tỏ lòng biết ơn với các lực lượng chi viện cho thành phố phòng chống dịch hơn 100 ngày qua. Chia sẻ của Bí thư thành phố Hồ Chí Minh gói trọn trong đó lòng biết ơn chân thành. Các đoàn chi viện đã đến với thành phố Hồ Chí Minh bằng cả lương tâm và sự hy sinh.
Những cống hiến thầm lặng của các lực lượng đã góp phần quan trọng giúp thành phố làm nên kết quả trong công tác phòng chống dịch, xin được gọi hai tiếng ân nhân. Mà đã là ân nhân thì xin khắc cốt ghi tâm và nhớ mãi. Cổ nhân cũng đã dạy, một trong những điều con người chúng ta không thể quên là người đến với mình trong lúc khó khăn nhất. Dịch bệnh khốc liệt, nhưng sau tất cả, dù khốc liệt và nguy hại đến cỡ nào cũng không thể cuốn đi tình người, không thể trở thành hàng rào ngăn cách người Việt đến với nhau. Đại dịch đã đến, hiện hữu và chắc chắn sẽ chóng qua đi. Nhưng dù ở diễn biến nào thì tình người luôn là yếu tố sẽ còn mãi ở lại. Tất cả đều được ghi nhận qua từng hình ảnh, đóng góp, hy sinh mà tất cả những người cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đã đến và lưu lại với thành phố này. Giúp dân để phòng dịch. Thưa quý vị, mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã giúp đỡ hàng nghìn người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn thành phố Hà Nội. Việc cảnh sát giao thông Hà Nội dùng xe chuyên dụng chở giúp những chiếc xe máy hỏng dẫn đường cho đoàn người di cư rồi bàn giao cho công an địa phương tiếp theo khiến nhiều người thấy ấm lòng. Việc giúp đỡ người dân là trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố Hà Nội nói riêng, lực lượng công an trên toàn quốc nói chung. Song việc làm nhân văn đó của những chiến sĩ áo vàng còn thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn giữa lực lượng công an và nhân dân. Bằng hành động cụ thể, các anh chị khiến nhân dân ngày càng tin yêu, mến phục. Trải qua quãng đường hàng nghìn cây số từ các tỉnh phía Nam ra đến cửa ngõ Hà Nội, hầu hết bà con đều vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng cảnh sát giao thông, họ rất vui, tinh thần phấn chấn, vơi bớt lo âu. Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dựng lều bạt cho người dân trú tạm, phát thức ăn, nước uống làm ấm lòng dân. Đa phần những người di cư đều ở các tỉnh phía Bắc như Điện Biên, Sơn La, vì thế còn cả một chặng đường dài để về quê nên sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội như tiếp thêm sức mạnh cho họ. Nhiều người mừng rơi nước mắt, cảm động không nói nên lời. Việc linh hoạt ứng biến tình hình của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội không chỉ là trách nhiệm, tình cảm với nhân dân mà còn đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, an toàn. Tại các lều trại dựng tạm cho những người dân về quê, lực lượng y tế đã hoạt động hết công suất để đảm bảo phân loại, sàng lọc phòng dịch. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, lực lượng cảnh sát giao thông còn dùng xe chuyên dụng chở giúp người dân những chiếc xe máy bị hỏng, vật dụng cồng kềnh, dẫn đường đưa đoàn người về quê đến địa bàn giáp danh với địa phương bạn, rồi bàn giao lại. Nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông thật đáng khen ngợi. Việc chiến đấu với giặc dịch để cơ bản đẩy lùi, chúng đã khó. Thế nhưng việc giữ an toàn, đảm bảo thắng lợi lại càng khó hơn. Hành động thiết thực của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn thành quả vừa đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nếu ngành nào cũng chủ động như vậy thì rất tốt. Trong bối cảnh mới chỉ cơ bản khống chế kiểm soát được dịch bệnh, mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị có vai trò then chốt trong việc giữ vững thành trì trước giặc dịch COVID-19. Chỉ cần một phút chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, thậm chí là vô trách nhiệm, mọi sự cố gắng, nỗ lực thời gian qua coi như đổ sông, đổ bể. Vì thế, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội xứng đáng ngợi ca, tôn vinh, khen thưởng. Họ chính là những người tiên phong mở ra tiền lệ để mỗi cá nhân, đơn vị nhìn vào đó có trách nhiệm hơn với thủ đô để cùng nhau gìn giữ môi trường xanh không bị bệnh. Có như vậy, cuộc sống của người dân mới an toàn, kinh tế của thành phố mới có thể phát triển. Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình. Thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 10, tỉnh Quảng Bình tổ chức 4 chuyến tàu hỏa đưa 2.800 người dân của tỉnh này đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương về quê tránh dịch. 4 chuyến tàu lần lượt xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó dừng đón thêm người ở Bình Dương và Đồng Nai. Chuyến tàu đầu tiên trong 4 chuyến chở gần 400 thai phụ, phụ nữ nuôi con nhỏ, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân, người trên 55 tuổi và 200 học sinh, sinh viên. Chị Nguyễn Thị Kim Sinh cho biết nhà chị có 3 mẹ con được về trên chuyến tàu này. Chị Sinh nói trong thời gian giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh, em cũng vừa mới sinh em bé. 6 tháng qua, cả nhà ở trong phòng trọ rất chật chội, lúc nào cũng phải đóng cửa. Em cảm ơn tỉnh đã hỗ trợ để mẹ con em được về quê hương.
Được về trong chuyến tàu thứ hai về Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Lan, 51 tuổi cho biết, bà vào thành phố Hồ Chí Minh làm các công việc như dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát ở các quán ăn kiếm tiền nuôi con học đại học. Trong 4 tháng dịch bệnh, bà cũng không làm được gì. Bà rất muốn về quê nhưng không được, một phần vì không có tiền, phần vì không đi lại được. Giờ được tỉnh cho về quê, bà rất mừng. Đây là đợt thứ hai tỉnh Quảng Bình thực hiện đưa người mắc kẹt ở các tỉnh phía Nam về quê. Trước đó, hơn 400 người đã được đưa về bằng máy bay. Những người được đưa về lần này là phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân, người già, nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi đi thăm thân. Những người tố giác sai, vu khống sẽ bị xử lý thế nào? Thưa quý vị, tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Nhưng thông tin tố giác không chính xác sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người bị tố giác. Vậy trường hợp tố giác tội phạm sai sự thật có bị xử lý về tội vu khống hay không? Vừa qua, không ít cá nhân đã livestream tố giác một số nghệ sĩ có hành vi ăn chặn, không minh bạch trong chuyện làm từ thiện. Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo một số địa phương xác minh, làm rõ một số hoạt động từ thiện trong năm 2020. Điển hình từ tháng 6 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam ở Bình Dương, bắt đầu livestream gọi tên danh hài Hoài Linh vẫn đang ôm 14 tỷ đồng do nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ miền Trung từ tháng 10 năm 2020. Sau đó, Hoài Linh phải đứng ra xin lỗi và lý giải vì sao chậm trễ giải ngân 14 tỷ đồng. Tiếp đến, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên, rằng ca sĩ này đã kêu gọi 96 tỷ đồng từ thiện chứ không phải 1,8 tỷ đồng như công bố. Hay ngày 26 tháng 8, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh sao kê tài khoản bởi vì bà cho rằng Thủy Tiên đã nhận quyên góp hơn 320 tỷ đồng chứ không phải là 178 tỷ đồng trong đợt Thủy Tiên kêu gọi ủng hộ bão lũ miền Trung hồi tháng 10 năm 2020. Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc rằng Trấn Thành kêu gọi từ thiện được 9,6 tỷ đồng hay hơn 120 tỷ đồng. Sau một loạt lùm xùm trên, những cá nhân mà bà Nguyễn Phương Hằng đề cập đều gửi đơn tố cáo bà Hằng lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của bà Hằng và hiện sự việc đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Theo các chuyên gia pháp luật, tố giác tội phạm là quyền của công dân, nhưng nếu tố giác sai, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị tố giác thì người tố giác phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo Điều 34 Bộ Luật Dân sự năm 2015, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cá nhân tổ chức có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền khác như công an bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, đồng thời xử lý người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đến cá nhân tổ chức. Theo luật sư Thảo, song song với tố cáo đề nghị cơ quan chức năng xử lý người có hành vi vi phạm, người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, có thể yêu cầu người có hành vi vu khống bồi thường thiệt hại. Luật sư Thảo nêu, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài ra, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Công Hùng cho biết, người nào biện đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật, nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, biện đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vu khống. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mỗi cá nhân đều có quyền phát ngôn, đều có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu lợi dụng các quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự thì theo luật sư Thảo, người tố giác sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng theo điểm A khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.